Ekip Percy, còn đây là Katha của No 1, Hồng Anh cầm Roman. Ekip Katha Roman. Lợi thế kết thúc giải đấu trong trận thi đấu vừa rồi đã không được tận dụng và bây giờ thì hai game thủ của Game TV đang có bất lợi trong trận thi đấu này. Bên kia là hai quân tuyển, một Ekip và một Per. Còn đây chỉ là Roman và Katha thôi. Một bãi quả dành cho game thủ Hồng Anh. Van Lớp cầm Ekip và Vô Thường cầm Pơ. Nói chung là hơi khó rồi, nhưng mà chưa biết thế nào một lần. Chúng ta cùng xem. Katha, một bầy hiệu 4 con. Một voi đây rồi. Bài này thì tôi có lẽ là có lẽ là game thủ Van Lớp cũng như là Vô Thường sẽ là một bài mà cả hai người cùng đánh chém. Và sau đó thì lên bánh xe và kẹp vào cung giờ của Ekip. Chứ tôi không nghiêng nhiều với khả năng là Ekip sẽ là người mà đánh thẳng cung đâu. Trừ khi là một bài Ekip mà nhà rất đẹp, một thế nhà khung thì mới có thể đánh cung. Còn nếu như mà Ekip đánh cung thì lại có cửa. Còn nếu Ekip đánh chém thì cũng chưa biết thế nào. Ekip mà khung nhà đánh cung thì như vậy là gặp nhà game thủ Van Lớp là người cầm Ekip. Katha gặp Ekip, Roman gặp Pơ. Vậy là Roman thì cũng không quá thiệt thòi so với Pơ khi mà Roman cũng có khả năng ép đời phũ. Đây là Ekip nhà như nào thôi. Vâng, soi bản đồ thì nữa mà Vô Thường Van Lớp Vô Thường lại dò khoảng tầm 25-27% thì lại vui. Anh đây một quả nữa dành cho em rồi. Như vậy là bài của Roman thì cũng chỉ thiếu một đồ ăn nữa thôi. Voi đâu? Chưa thấy những con voi. Đóng e chưa? Đóng e rồi. Chuẩn bị đợi gỗ lên và đóng một cái nhà BG. Đóng G đi. Rồi. Đúng là Roman lượng gỗ nó rất là rẻ. Nhà BG nó chỉ có 102 gỗ thôi. BG với S giống nhau. BL thì là 127 gỗ. Hy vọng chỗ này sẽ là đối voi. À không, đây có một người hiêu. No 1 23/24. Kích đời chưa? Chưa kích đời. Còn phản đáng đi đánh lô thế này. Nguy hiểm quá. Đây bầy hiêu. Rất tốt. Kích 7 phút 39 giây. Chỗ này là bầy hiêu 6. Như vậy là Van Lớp hình như là cũng nghèo thì phải. Vừa thấy một cái gì đó vừa xuất hiện bên nhà của No 1. Hồng Anh 24. Vâng, em phải đóng một cái S để ăn ba con hiêu. Thực sự là hơi tù. BB. À đây rồi, voi đây rồi. Câu về. Câu về một con bây giờ cũng quý. Con voi đầu tiên.
chuẩn bị đóng nhà điều kiện thôi. Đây sẽ là BL. Vẫn là một trận kích đỡ khoảng tầm 12x của game thủ Hồng Anh. M qua đầu bằng lôi dần đi đầu. Kích 10 phút 20 bằng 30 giây tròn. Persian của game thủ vô thường, điểm số đang rất cao. Có vẻ như đã bắt đầu chạy ngựa giò rồi. Xem nó một xem sao. Nó một vâng, đi ăn hoang tận bên này. Rất khổ. Vâng, lại còn cả vô thường ở đây nữa cơ. Thế có chết tôi không? Kịch đời, như vậy là vô thường cũng lên đời rất sớm. Hình như là Egypt của Van Lớp lên đời cũng muộn thì phải. Chưa thấy ai soi tham cả. Quay lại với Hồng Anh thôi. Con ngựa giò của Persian đang bị bắt. Rất tốt kìa. Rồi, như vậy là bắt được cái con giò này. Quay kín cái bánh ruộng này luôn. Bờ đã lên đời rồi. Đây, vâng, những của nhà bơ giàu vậy. Nhà bơ vẫn còn nguyên vãi quả không thể ăn. Đóng một P này. Xin luôn con phù ra. Nâng bánh xe sớm đi em. Mình lợi thế hơn là có bánh xe mình phải nâng sớm mà chạy. Nó 1 24/32. Vẫn chưa thể làm gì được nhà của game thủ Van Lớp. Và tôi vẫn chưa thấy Van Lớp xuất hiện ở đây. Hình như là bài chỉ có ăn và sóc của Van Lớp thì phải. Hồng Anh 23/40. Nổ này, nổ này. Nổ vào. Ăn nốt bãi gỗ của game thủ Pơ. Nhưng Pơ rất nhanh. Vâng, vô thường. Vô thường rất nhanh. Chốt một cái ở ngoài, đúng rồi. Vâng, một bãi cứ vào quả kìa. Nó vẫn chưa có bánh xe. Khó rồi khi mà Van Lớp đã tụ được cung. Thực sự là khó. Tỷ số lại là 3-2 trong trận đấu thứ hai dành cho các game thủ bên phía Van Lớp và vô thường. Rất là khó khăn trong những trận chung kết mà nghiệt ngã đến như vậy. Thua sát nút cả 2C. Đau.